Cơ sở Gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhé. Trong buổi sáng ngày hôm nay tiếp tục lại clip giới thiệu sản phẩm này. Thì trước mặt quý vị là một chiếc sọc ngũ phúc chất liệu gỗ dâu, có kích thước là 1m6 x 2m, và tôi đang quay sản phẩm theo yêu cầu của anh Đoàn tại Ninh Giang, Hải Dương. Trước mặt quý vị là hình ảnh tổng thể của sản phẩm đây. Chiếc sạp này chúng tôi là sử dụng là chất liệu gỗ dâu, thưa quý vị, chất liệu gỗ dâu rừng. Đặc tính của chất liệu gỗ dâu này thì là chất gỗ rất là dai, không cong vênh và mối mọt theo thời gian, cực kỳ là bền tốt. Chiếc sạp này thì là được đục theo mẫu là mẫu ngũ phúc Trà Mai, quý vị nhé. Đây, trước mặt quý vị là hình ảnh chi tiết về phần dạ sạp đây. Phần dạ sạp này được đục chạm mai treo, chính giữa là có rơi ngậm chữ thọ, hai bên là có đào mai và những phần giải lụa. Bên cạnh này thì gồm có đôi chữ thọ kép. Dưới này thì là có lãng hoa và trái đào, lãng hoa trái đào. Thì đây là một chú rơi ngậm lãng hoa. Ngoài ra thì có những cái đường triện mẫu tử này, rất là đẹp, đơn giản nhưng mà cực kỳ là tinh tế. Phía bên này cũng vậy, hai bên là đối nhau, hoặc là có chạm chạm hàng vị nhé. Phần chân sạp này tôi sẽ quay chi tiết. Phần chân sạp này là có kích thước là chân 20cm và đục chạm đầu rơi. Đây là đục chạm đầu rơi này, cái này trên này có đục chạm rơi ngậm ở đầu tiên, bên dưới là có chân xoáy ốc rất là đẹp, chân xoắn đây, bên dạng ngang đây. Còn phần bán mặt là mặt hai lá quý vị nhé, phần mặt hai lá và kích thước của mặt này là 1m6 x 2m, mặt rất là đẹp quý vị này, mặt rất là đẹp này. Đây, phần mặt rất là đẹp quý vị này, cực kỳ là đẹp luôn. Phần như vân gỗ vụ thì quý vị để ý là cái phần khe này thì chúng tôi là để cho gỗ nó co ngó tự nhiên. Đây, hiện tại là gỗ nó co ngó tự nhiên quý vị này, gỗ co ngó tự nhiên này. Bây giờ chúng tôi sẽ dùng búa để dồn cái phần khe hở đây. Chúng tôi có làm hở ở đây quý vị này, hở rất là nhiều đây. Thì trong quá trình sử dụng thì hai tấm gỗ này nó sẽ kích thước nó, độ tích nó lớn nên là sẽ có độ co ngót, nên chúng tôi sẽ làm khe hở kia cho khách hàng để trong quá trình sử dụng mà cái tấm gỗ này nó sẽ ngót tự nhiên. Thì chúng ta sẽ dồn ở phía ngoài này vào đây. Toàn bộ cái phần đường này chúng tôi không gắn quý vị nhé, toàn bộ những này là không gắn hết đây, đây. Tại là gỗ đang co ngót đây, thì quý vị sử dụng hoàn toàn yên tâm là cái phần ván mặt này sẽ không bao giờ bị xé. Đây là gọi là cái phần khe thở này, để chúng ta dồn vào thì là gỗ ngót thì chúng ta sẽ kín ở đây tiếp. Đấy. Chúng ta dùng một thời gian lâu, có thể là 1 năm hoặc là nửa năm gì đó thì gỗ ngót chúng ta lại dồn tiếp vào. Hoàn toàn yên tâm là không bao giờ bị xé phần mặt này quý vị nhé. Đó, bên này là phần dãng ngang bên phải. Tôi quay chi tiết để cho anh Đoàn ở Hải Dương để xem được chi tiết cái bộ sập này. Phần gỗ thì là rất là đẹp rồi, như là cái chất liệu gỗ này thì chúng tôi đã phơi sấy, khách hàng hoàn toàn yên tâm trong quá trình sử dụng. Đây là phần hậu, quay chi tiết 4 vòng quay, còn những khách hàng ở xa thì có thể xem được chi tiết sản phẩm. Đây, quay lại một lần nữa tổng thể cái chiếc sập này, chiếc sập rất là đẹp và cái mức giá thì cũng rất là hợp lý thôi. Cái sập hiện tại tôi đang bán với mức giá là 25 triệu, thì cực kỳ là hợp lý cho một chiếc sập để kê vào không gian phòng thờ, là cái không gian phòng khách của những ngôi nhà cấp 4, rất là đẹp, giá cả hợp lý phải chăng, nhưng kích thước rất là nhỏ gọn và phù hợp với những cái bàn thờ có kích thước là 1m97 để bày cỗ thì cũng rất là tuyệt vời quý vị nhé. Đây là hình ảnh tổng thể chiếc sập đây quý vị này, dáng sập rất là đẹp, cũng như là phần đục chạm này. Phần đục chạm thì là những cái chi tiết hoa văn thì sắc nét thì cũng như là được bố trí rất là hài hòa quý vị nhé, bố trí hoa văn rất là hài hòa, những chi tiết kết hợp với nhau tạo ra một chiếc sập chân quỳ dạ cá, hay còn gọi là sập ngũ phúc. Rồi, quý vị nào mà quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp tới cái cơ sở chúng tôi có địa chỉ tại xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Quý vị yêu mến thì hãy bấm đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những cái clip khác của chúng tôi. Đây, tôi lướt qua một vài cái
góc máy nghiêng khác của chiếc sạp này, để quý vị hình dung và tưởng tượng được trong cái không gian 3D thì kê vào ngôi nhà chúng ta thì nó như thế nào, rất là đẹp quý vị nhá. Và chúng tôi sơn màu này là màu sơn giống màu gỗ nên là rất là giống gỗ. Và nhiều khách hàng mà đi mua hàng ấy, mà không biết thì có thể một số cơ sở bán thì nói đây là gỗ gỗ, tuy nhiên là chúng tôi là có thế nào nói thế đấy. Gỗ dâu thì là chúng tôi bán với giá gỗ dâu, và gỗ gỗ thì bán giá gỗ gỗ. Đây quý vị này, cái vân gỗ này rất là giống vân gỗ gỗ quý vị nhé, rất là công vấn trong gỗ gỗ này, là nhiều khách hàng mà không phân biệt được ấy thì có thể là mua nhầm với gỗ dâu, như vậy mua nhầm thành giá gỗ gỗ là rất là khó. Chúng tôi thì là có thế nào nói thế đấy, chúng tôi gỗ dâu thì chúng tôi bán với giá gỗ dâu. Xin lỗi một chút là tôi đứng ở ngoài đường hơi ồn một chút quý vị nhé. Và tôi xin kết thúc cái video clip ở đây để gửi tới anh Đoàn, anh ở Ninh Giang, Hải Dương có thể xem clip này. Xin chào mọi người.